tỷ phú Hoàng Kiều si mê Á hậu đẹp sang trọng, Ngọc Trinh gặp suy xẻo. Trong số những người đẹp từng sánh bước bên Hoàng Kiều, Á hậu Dương Trương Thiên Lý khiến tỷ phú đô la si mê. Á hậu Thiên Lý từng khiến tỷ phú Hoàng Kiều si mê. Tỷ phú Hoàng Kiều từng gây được chú ý khi có ý định đưa cuộc thi Hoa hậu Thế giới về Việt Nam, thế nhưng kế hoạch của ông đã bị phá sản. Bác đi một thời gian, tên tuổi của Hoàng Kiều lại được hâm nóng bởi mối quan hệ với Ngọc Trinh. Tuy thủy thơ cơ cực, nhưng với tài trí hơn người, và khả năng nhạy bén với thời cuộc. Ông Hoàng Kiều dưới đây đã là tỷ phú người Việt giàu nhất với tài sản ước tính lên đến hơn 3,6 tỷ USD. Quanh vị đại gia này không bao giờ thiếu những bóng hồng có nhiều danh hiệu trong giới người đẹp. Á hậu thiên lý từng được nhắc đến nhiều vì có thời gian về đẹp của cô là mê đắm tỷ phú Hoàng Kiều. Tuy nhiên, người đẹp đã tìm được bến bờ khác. Thay vì là bà Hoàng của tỷ phú Đô La, thì ít lâu sau đó, thiên lý đã tìm được tình yêu của đời mình. Đó là Nguyễn Quốc Toàn kiểu Canada, doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực tài chính và là con trai của nữ doanh nhân Từ Hường. Cũng như anh trai và chị gái, từ năm lớp 11, Thiên Lý đã sang Mỹ du học. Không chỉ giỏi tiếng Anh, Thi Lý còn nói tốt cả tiếng Pháp và từng có thời gian học trường song ngữ Việt Pháp. Nhà hai cụ thân sinh của Á hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2008 nằm bên bờ sông, khu Thanh Đa, thuộc quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Vườn nhà gây ấn tượng với khách ngay từ lần đầu tiên với diện tích rộng lớn và không gian gần gũi với thiên nhiên. Gia đình nhà ngoại của Thiên Lý sống trong căn nhà hai tầng khá lớn, được xây với lối kiến trúc cũ. Trước đây, khu vực này dùng để kinh doanh khách sạn, nhưng về sau lại trở thành phòng sinh hoạt riêng cho các thành viên trong gia đình mỗi khi họ trở về. Anh trai, chị gái và các cháu của Á Hậu cũng trở về từ Mỹ để dùng họp, cùng nhau đón Tết nguyên đán. Á Hậu 2 cuộc thi hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2008, Dương Trường Thiên Lý từng đại diện cho hàng triệu người Việt Nam tham gia tranh tài cùng hơn 100 người đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới trong cuộc thi Miss World 2008 diễn ra tại Johannesburg, Nam Phi. Sau khi lập gia đình, Thế Lý rút lui khỏi giới showbiz mà chỉ xuất hiện tại những sự kiện mang tính chất công việc. Cô đảm nhận vai trò giám đốc quốc gia của cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ, đồng thời là đơn vị lựa chọn người đi thi Hoa hậu Hoàn Vũ quốc tế. Ngọc Trinh gặp xui xẻo trước khi gặp tỷ phú Hoàng Kiều Vừa chớm công khai hẹn hò tỷ phú Hoàng Kiều, Ngọc Trinh đã gặp vận đen. Theo kế hoạch, nữ hoàng nội y sẽ lên đường sang Mỹ từ ngày 11 tháng 12. Thế nhưng vì visa của cô đang có trục trặc, nên chuyến đi đã bị hoãn lại đến tối qua, 13 tháng 12. Ngọc Trinh dự định sẽ sang Mỹ để chụp ảnh cho bộ sưu tập thời trang mới. Chắc chắn việc tái ngộ bạn trai cũng không nằm ngoài kế hoạch này. Vừa sang Mỹ, Ngọc Trinh đã khoe ảnh được bạn trai tặng hoa hồng và nắm tay. Sau 3 ngày im lặng, Ngọc Trinh chính thức lên tiếng với tin đồn hẹn hò tỷ phú Hoàng Kiều trên Facebook cá nhân tối qua cô cho biết muốn yêu tìm hiểu thì phú hoàng kiều trong yên bình nội dung cụ thể như sau trong thời gian này thì thật sự trinh chưa muốn chia sẻ chuyện tình cảm của mình ra cho lắm vì nó còn quá mới hiện tại chưa phải là thời gian thích hợp để chia sẻ nhưng mong mọi người thông cảm nhiều người hỏi quá nên thật sự trinh cũng không biết trả lời sao nhất định rằng khi chuyện tình cảm ổn định và đến thời gian chín muồi, trinh sẽ tự công khai với tất cả mọi người còn thời gian này trinh chỉ muốn được yêu trong yên bình thôi được cùng nhau tìm hiểu về đối phương Thực tận hưởng tình yêu hạnh phúc này, mong mọi người hãy hiểu cho Trinh nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, đừng quên subscribe kênh để có thể theo dõi những thông tin mới nhất nhé. Xe phạm nhân gặp nạn, năm chiến sĩ công an bị thương rất nặng. Năm chiến sĩ công an gặp nạn trên xe chở phạm nhân đã được điều trị tích cực tại bệnh viện Việt Đức, chấn thương rất nặng. Liên quan đến vụ xe chở phạm nhân gặp tai nạn khiến một phạm nhân tử vong, trao đổi với thanh niên vào sáng nay 15 tháng 12, Đại tá Đỗ Đình Hào, giám đốc công an tỉnh Hưng Yên cho biết, các năm cán bộ ngồi trên xe đều bị thương rất nặng, đã được chuyển tới bệnh viện Việt Đức Hà Nội tiếp tục điều trị ngay trong đêm 14 tháng 12. Theo đại tá Hào, cán bộ lái xe bị thương nặng nhất, đứt lìa chân, không thể nối lại, cùng nhiều vết thương nghiêm trọng khác trên cơ thể. Các cán bộ ngồi trên xe đều bị thương rất nặng, có người gãy chân, gãy tay đến 8 vết. Các bác sĩ bệnh viện Việt Đức đang cứu chữa tích cực cho những người bị nạn. Đại tá Hào cho hay, cũng theo giám đốc công an tỉnh Hưng Yên, phạm nhân tử vong trong vụ tai nạn đã được bàn giao cho gia đình ở huyện Gia Lộc Hải Dương để tổ chức mai táng. Đại tá Hảo cho biết thêm, quan tỉnh này áp giải phạm nhân từ Sơn La về để xét xử vụ việc khác liên quan đến hành vi làm giả con dấu, giấy tờ cơ quan, tổ chức thì gặp nạn. Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên, huyện Mộc Châu, Sơn La cho biết, trước 14 tháng 12, bệnh viện này tiếp nhận 5 bệnh nhân nói trên trong tình trạng đa chấn thương. Cụ thể, một cán bộ công an bị đứt rời 1 phần 3 cẳng chân bên phải và chật khớp háng bên phải gãy đùi bên trái. Các cán bộ còn lại bị gãy xương chân, tay, quai hàm. Trước đó vào trưa ngày 14 tháng 12, xe chở phạm nhân của công an tỉnh Hưng Yên đã va chạm với một xe bồn chở xăng dầu của quân đội trên quốc lộ 6, đoạn qua địa phận huyện Mai Châu, Hòa Bình. Vụ tai nạn khiến một phạm nhân tử vong tại chỗ, năm cán bộ công an tỉnh Hưng Yên bị thương nặng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, đừng quên subscribe kênh để có thể theo dõi những thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật. Dũng Taylor, Minh Béo sẽ về Việt Nam ăn Tết. Dũng Taylor, Người có theo dõi sát sao vụ án Minh Béo đã đưa ra những nhận định cá nhân về diễn biến mới trong câu chuyện này. Vụ án nào của Minh Béo tại Mỹ hồi tháng 3 đã tốn không ít giấy mực của báo chí và được dư luận vô cùng quan tâm. Mới đây, theo thỏa thuận giữa công tố viên quận Cam và phía biện sư của Minh Béo thì mức phạt dành cho nam diễn viên hài là 18 tháng tù giam. Tối 14 tháng 12 trên trang cá nhân của mình, Dũng Taylor đã đưa ra nhận định cá nhân về diễn biến của vụ án Minh Béo trước phiên xét xử sẽ diễn ra vào sáng 16 tháng 12 tới đây. Theo ông Dũng Taylor, Nghe Minh Béo bị bắt 24 tháng 3 năm 2016, và nếu tính đến ngày 16 tháng 12 này, gần được 9 tháng, theo luật pháp Hoa Kỳ, nếu phạm nhân có hành kiểm tốt sẽ được giảm đến 50% mức án phạt. Như thế, Minh Béo có thể sẽ được trả tự do, có thể về Việt Nam ăn Tết cùng mẹ và gia đình vào ngày 24 tháng 12 năm 2016 hoặc cuối năm nay. Bên cạnh đó, Dũng Taylor cũng chia sẻ rằng, vì Minh Béo là công dân Việt Nam nên sẽ được tòa án quận Cam chuyển sang cho cảnh sát bộ di dân và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ ICE-USCIS để tiến hành thủ tục trục xuất về Việt Nam. Cùng là người Việt Nam và ai cũng một lần phạm lỗi dù lớn hay bé cũng nên cho người và cho mình một cơ hội làm lại từ đầu. Tôi không mong gì hơn những gì tôi đoán sẽ xảy ra vào sáng ngày 16 tháng 12 này. Hãy buông thả để người được nhẹ nhàng. Ôm thù hận, không có gì mình uống thuốc độc nhưng lại mong người khác chết. Những phán đoán của Dũng Taylor là hoàn toàn có cơ sở bởi Minh Béo cải tạo khá tốt, thậm chí còn xin làm phù bếp trong nhà tù tại Mỹ. Hy vọng tin vui sẽ đến với Minh Béo và gia đình vì nam diễn viên có cơ hội quay về đón Tết tại Việt Nam và làm lại cuộc đời. Hãy cùng để lại bình luận của các bạn ở phía dưới nhé và đừng quên subscribe kênh để có thể theo dõi những thông tin mới nhất. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hà Nội, gần 40 đối tượng quỵt tiền tấn công nữ nhân viên quán huy nướng gần 40 kẻ bạm trợn tràn vào quán huy nướng phường nhân chính quận thanh xuân hà nội gọi rất nhiều rượu và đồ nhậu để chén chú chén anh sau khi nhậu no say các đối tượng này vô cớ tấn công gây thương tích nặng cho nữ nhân viên phục vụ tại quán và tuyên bố không trả tiền vụ việc gây kinh hãi cho các thực khách có mặt tại quán vào tối 10 tháng 12. ông nguyễn lê nhật huy chủ nhà hàng huy nướng chỉ thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn bảo tâm khánh địa chỉ tại nhân chính quận thanh xuân hà nội đã gửi đơn kêu cứu đến cơ quan chức năng và báo pháp luật xã hội với nội dung như sau vào khoảng 20 giờ 20 tối 10 tháng 12, khoảng 40 đối tượng mặt mũi bặm trợn và hùng dữ đi vào quán, rồi ngồi giải rác vào các bàn khác nhau. Một lúc sau, những người này hỏi nhân viên quán: "Thằng Huy đâu? Không thấy tôi có mặt." Khoảng hơn chục đối tượng ra chửi bới nhân viên Phạm Thị Luyến. Một số khách cho biết họ nhìn thấy các đối tượng này mang theo hung khí. Trong thời gian nhậu, những đối tượng này liên tục chửi bới các bản khách bên cạnh và nhiều lần ghé tai nhân viên Phạm Thị Luyến chửi và dọa giết. Đến khoảng 21 giờ 15 phút cùng ngày, thì một người tên Vinh, sinh năm 1977, có vẻ là kẻ cầm đầu đến trước quầy thu ngân chửi bới, rồi ném bút bi và chặn giấy vào đầu nhân viên luyến. Hành hung luyến xong, Vinh bỏ ra bàn ngồi với chị Hoan, nhân viên kế toán cũ của quán. Theo đơn của ông Huy, lúc này mọi người mới biết gần 40 đối tượng này là do chị Hoan nhờ đến để hành hung tôi, các nhân viên và đập phá quán. Sau khi ăn xong, tất cả các bàn khách do chị Hoan gọi đến đều đồng loạt không thanh toán tiền. Tổng số tiền là hơn 17 triệu 700 nghìn đồng, kèm theo bảng sao kê từng bàn đã gửi hóa đơn cho công an quận Thanh Xuân. Đến gần 22 giờ, chị Hoan dẫn các đối tượng này quay kín quầy thu ngân. Chị Hoan chỉ vào nhân viên luyến và bảo, đây là nhân viên ưu tú của quán. Lập tức Vinh cầm cửa lịch để bàn ném thẳng vào đầu luyến. Sau đó nhiều đối tượng đã lao vào khu vực quầy thu ngân, thi nhau đánh vào đầu, đạp liên tiếp vào bụng, túm tóc dần ngửa làm luyến ngát từ trên ghế xuống và đập đầu mạnh xuống đất. Giá màn hơn, và đối tượng đã cầm ca, bình đun nước siêu tốc, ném mạnh vào đầu luyến, khiến cô đổ gục. Có hình ảnh camera ghi lại và đã gửi sang cho bên công an phường Nhân Chính và công an quận Thanh Xuân. Nhận được tin báo, ông Huy vừa đi về quán vừa điện thoại báo công an phường Nhân Chính, đồng thời gọi vào số đường dây nóng 113 để cầu cứu công an quận Thanh Xuân. Thế lực lượng công an xuất hiện, hàng chục đối tượng bỏ chạy, chỉ còn Vinh và một số đối tượng nữa. Ông Huy cho biết, khi công an có mặt, đối tượng Vinh vẫn ngang nhiên đe dọa tôi, thậm chí còn chửi bới và thách thức lực lượng chức năng. Được biết, Vinh và một số đối tượng đã bị công an quận Thanh Xuân triệu tập, ghi lời khai để điều tra. Ông Nguyễn Văn Hải, chú tại phố Nguyễn Trí Thanh, một người khách có mặt tại quán hôm đó cho biết, những đối tượng này quá hung hãn, Chúng tìm cớ để gây sự với chúng tôi và các bạn khác nhằm mục đích đuổi hết cách ra về. Nhìn chúng tấn công của gái trẻ tôi thấy thương quá nhưng không dám can ngăn vì bọn chúng rất khủng hãn. Hiện, chị Luyến không thể đi làm vì quá hoàng sợ và bị đa chấn thương. Trong khi đó, ông Y và các nhân viên khác của quán nơm nớp sợ bị hành hung và trả thù. Theo thông tin chúng tôi có được, quan quận Thành Xuân đang thủ lý vụ việc để xử lý các đối tượng này theo quy định của pháp luật. Nguyên nhân vụ hành hung nhân viên và cưỡng đoạt tài sản này xuất phát từ đâu? nữ nhân viên kế toán cũ của quán huy nướng là ai và vì sao đưa người đến làm nó làm quán huy nướng. Hãy subscribe kênh để có thể theo dõi những thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật. Đàm Bình Hưng quay clip công khai chuyện mẹ ruột nợ hàng trăm tỷ đồng. Sáng 14 tháng 12, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ live stream trên trang cá nhân công khai việc mẹ ruột anh nợ hàng trăm tỷ đồng. Sự việc trên diễn ra suốt nhiều năm qua và nam ca sĩ khẳng định không thể chịu đựng thêm nữa. Trong buổi livestream, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết chuyện mẹ nợ nần đã xảy ra rất nhiều năm qua và anh quyết định lên tiếng để không ai phải là nạn nhân nữa. Hưng khẳng định không còn chịu nổi nữa, cảnh người ta vào nhà ném đồ đạc, xé quần xé áo đã ám ảnh tuổi thơ Hưng, bắt nguồn từ việc má Hưng gây ra rất nhiều nợ nần suốt nhiều năm qua. Hưng phải trả rất nhiều lần và làm mọi thứ để đối diện với vấn đề này, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ. Theo lời kể của nam ca sĩ, hầu hết các fan của anh đều trở thành nạn nhân, bị chính mẹ ruột của anh dùng đủ lý do để mượn tiền, kể cả những người khốn khó. Tôi không có đồng lõa hay bao che việc làm này nữa. Chính vì thế, tôi muốn công bố sự thật để không ai phải trở thành nạn nhân nữa. Ai tới nhà đều bị má tôi xin số điện thoại và sau đó mượn tiền. Hưng đã chịu đựng rất nhiều năm qua và giờ rất mệt mỏi. Đây là giải pháp cho gia đình Hưng, là lối thoát cho chính má Hưng mà không để ai phải trở thành nạn nhân nữa. Trong 10 năm qua, Hưng đã trả trên 20 tỷ đồng cho mẹ và không thể trả cùng lúc, mỗi lần như vậy có 40 50 người kéo đến nhà, người nào cũng có lý do, trên tay cầm giấy nợ có chữ ký của má Hưng, đó là việc làm tay trái, Hưng không đồng loá, Mr. Đàm cho biết. Theo Mr. Đàm trong những năm qua, anh phải bán đi rất nhiều thứ để trả nợ, thường xuyên bị giang hồ đến đòi nợ, thậm chí đe dọa, đi hát, anh chị giang hồ đứng tại vũ trường để lấy tiền lập tức, đi làm tóc, chu nợ đứng trước cửa chờ làm xong cái đầu nào là lấy tiền lập tức. Còn những chuyện như bị chủ nợ xe áo ngoài đường là có thật, nam ca sĩ nước nở cho biết. Đàm Vĩnh Hưng cho biết, anh cũng từng dùng nhiều cách từ mềm mỏng đến cứng rắn để giúp mẹ thoát khỏi việc này, trong đó có đưa sang Mỹ. Tuy nhiên, phận làm con, ngay tin mẹ bị lên huyết áp, giật kinh phong, cũng phải chạy lên, kiểu gì cũng khó, không làm được. Nếu mọi người để ý kỹ, 1 bài từng hát, chỉ hát đúng một bài về mẹ, là vì muốn má nghe và đừng tiếp tục gây nợ, nhưng không ăn thua, Mr. Đàm bày tỏ. Chính vì thế, nam ca sĩ quyết định công khai việc này trước công chúng để không ai trở thành nạn nhân vì chính mẹ ruột của anh mượn tiền nữa. Khi Hưng quay clip này, mọi người có thể chửi Hưng vì sao con cái lại chửi bới má, Hưng chấp nhận hết, Hưng đã chịu đựng nhiều năm rồi. Đồng tiền dành cho tương lai, cho con cái đều ra đi, chỉ còn căn nhà này. Giờ đây, Hưng không thể dùng tiền để phục vụ cho thú vui sai trái của má nữa. Hưng không muốn sau này trở thành nghệ sĩ già yếu, bệnh tật nằm đó, đi đồng nghiệp gom tiền giúp mình chữa bệnh. Đó là lý do dù đã nổi tiếng, Hưng vẫn phải đi hát liên tục đến một tháng phải trả từ 500 đến 600 triệu đồng cho những chủ nợ. Chưa hết cái này, cái kia ập đến, Đàm Vĩnh Hưng nghẹn ngào chia sẻ. Năm ca sĩ cũng cho biết, khi đưa chuyện này ra công khai, anh sẵn sàng đón nhận mọi hậu quả và việc một người nổi tiếng nói ra những điều này cũng khiến anh giàn vặt. Kết thúc buổi livestream, nam ca sĩ bật khóc nước nở những chia sẻ của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng và nhận được nhiều sự đồng cảm, an ủi của người hâm mộ. Theo một số đồng nghiệp của anh, biết mê ruột của Đàm Vĩnh Hưng nợ nần, không ai trong giới không biết, kể cả việc anh phải đi kiếm tiền trả nợ cho mẹ suốt nhiều năm qua. Sao Việt thi nhau khoe ảnh cho con bú, con đây là cách các người đẹp nâng ngực chăm con chắc chắn này cũng tò mò xem nâng ngực có ảnh hưởng tới việc cho con bú hay không dù là người nổi tiếng có việc vô cùng bận rộn nhưng với thiên chức là một người mẹ thì các sao việt vẫn chăm con rất chú đáo thậm chí không ngại khoảnh cho con bú ở nơi công cộng như bao bà mẹ khác chính điều này đã mang lại những hình ảnh giản dị và gần gũi mà rất thiêng liêng của tình mẫu tử tuy nhiên đây chỉ là đối với những mỹ nhân việt chưa từng nâng ngực như ốc thanh vân minh hà khánh thi còn với những người từng thừa nhận độn silicon như Phi Thanh Vân, Hồng Quế, thì khi sinh con sẽ như thế nào? Ốc Thanh Vân là người chăm chỉ khoe ảnh cho con bú nhất. Dù bận bịu nhưng người đẹp nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn. Cả ba nhóc tỷ nhà cô đều được ăn sữa mẹ. Dù xuất hiện ở chốn công cộng nhưng cô chưa bao giờ ngại cho con bú. Cô còn sắm thêm yếm tre cho con bú nữa nên vô tư thực hiện thiên chức là mẹ ở bất cứ đâu. Khánh Thi cũng từng quê khoảnh khắc cho con bú khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cô bị đã lớn nhưng vẫn được ăn sữa mẹ, chính vì thế nên rất bụ bấm và khó khỉnh. Con đây là người đẹp nhiệt kim anh. Xuân Lan quê khoảnh khắc thiêng liêng bên con. Minh Hà là một bà mẹ bỉm sữa vĩ đại vì lúc nào cũng chăm chỉ hút sữa mẹ cho cả bốn nhóc tỳ. Những lúc ra ngoài, cô cũng không ngại vạch áo cho con ăn. Còn đã từng nâng ngực thì sao? Hồng Quế là một câu trả lời khiến nhiều người hài lòng. Cô vẫn chưa còn bú bình thường. Khoảnh khắc thiêng liêng trong ngày đầy tháng của nhóc tỷ nhà cô. Còn Phi Thanh Vân từng chia sẻ rằng việc nâng ngực không ảnh hưởng đến cho con bú. Tuy nhiên, người đẹp cũng chưa hề quay khoảnh khắc cho con bú để thiêng liêng. Mẹ chủ yếu là cho ăn bình. Nhiều người cho rằng cô sợ hỏng ngực nên không cho con bú trực tiếp dù vậy nhưng bé tấn đức cũng rất bụ bẫm và đáng yêu